đánh dấu 40 năm ly hương, cuộc di cư, di tản vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Chợt qua mau như chợt mắt, nhưng không thiếu bao nhiêu dòng lệ rơi, đớn đau, khắc khoải. Dù thế nào, nói cách nào đó, thì khi ly hương, từ cuộc bể dâu tháng 4 năm 1975, khi xa cách quê hương là chính là ngày tháng đằng đẵng kéo dài, tiếc nuối. Có những người anh tôi chưa biết tên, tha thiết cùng đời đôi môi thắm duyên, quê hương trong khói lửa mùa chinh chiến, quân tình yêu riêng sông pha chiến tuyến. Hôm nay ngày thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015, hơn 1.000 đồng bào đã đến tham dự lễ chào cờ và tưởng niệm 40 năm quốc hận do Hội Cựu Quân Nhân tổ chức tại quảng trường Nathan Phillips Square trước tòa thị chính của thành phố Toronto. Cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản đến đây không phải để than khóc, kể lại những đau thương để làm nhục chí đấu tranh, mà là buổi họp mặt để cùng nhau biến những đau thương đó thành những ngọn lửa đấu tranh cho tự do, cho dân chủ và nhân quyền thực sự cho toàn dân Việt Nam vẫn còn đang bị kèm kẹp dưới chế độ Cộng sản. Kính thưa quý vị, hàng năm cứ vào dịp cuối tháng 4, cộng đồng người Việt tị nạn trên thế giới đều đồng loạt tổ chức ngày lễ thường kỳ Việt Nam tự do. Hôm nay, ngày 25 tháng 4, 2015, đánh dấu 40 năm ngày miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm. Cộng đồng người Việt tự do của thành phố Toronto đã tề tụ về đây 1975 đến 2015, thời gian của 40 năm sẽ là một dấu mốc lịch sử đối với lịch sử Việt Nam chúng ta cũng như đối với cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại. Và đây cũng là cái mốc lịch sử để đánh dấu một cái dự luật với tên gọi là S-219, Journey to Freedom, ngày của hành trình tìm tự do, vừa được Lưỡng viện Quốc hội Canada thông qua. Hôm nay, nhóm phóng viên của SBTN đã có mặt tại City Hall, thành phố Toronto, để ghi lại những hình ảnh phóng sự của ngày lễ đặc biệt ngày hôm nay. Kính mời quý vị theo dõi. Ngày 30 tháng 4 đã, đang và sẽ tiếp tục là một ngày trọng đại trong lịch sử Việt Nam. Một ngày mà bất cứ ai đều có cơ hội bình đẳng để hồi tưởng, để suy ngẫm về những bước thăng trầm của đất nước. Chương trình bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Những người dự lễ đã được thưởng thức chương trình văn nghệ với chủ đề Đấu tranh cho quê hương Việt Nam. Ban tổ chức cũng đã chu đáo chuẩn bị 500 cái nón lưỡi chai với hình cờ vàng ba sọc đỏ và còn có thêm 500 cây viết để tặng đồng bào. Các anh là vầng mây muôn phương, các anh là niềm vui quê hương, là tia nắng mai reo trên vạn nẻo đường, là cơn gió mang hương thơm tận. Chương trình khai mạc đúng 12 giờ trưa với nghi thức chào cờ và phút mặc niệm. Sau đó là phần phát biểu của các đại diện chính quyền, đại diện tôn giáo, cộng đồng và các đoàn thể. Chốn trời Nam 240 trăng chẳng, giặc Cộng sản không ngừng chém giết. 1955-1975. Cộng sản đã thất bại chua cay, địch rút lui hốt hoảng phản công. Quốc gia từng chiến thắng lẫy lừng, ta truy kích gắt gao tiêu diệt. Trong số các quan khách tham dự có Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, đại diện cho Thủ tướng Harper.
ông Jason Kenney, Tổng trưởng Bộ Quốc phòng và Đa văn hóa, và dân biểu vùng York, ông Mark Adler. Đặc biệt năm nay, dự luật S-219 Hành trình tìm tự do Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đề xướng đã được Hạ nghị viện Canada thảo luận lần cuối và biểu quyết chấp thuận. Ngay sau đó, ông David Johnston, toàn quyền Canada đã ký sắc lệnh ban hành đạo luật này tại Thượng nghị viện Canada. Đạo luật S-219 chọn ngày 30 tháng 4 hàng năm là ngày lễ để kỷ niệm cuộc di cư của những người tị nạn Việt Nam và sự thâu nhận những người tị nạn này vào Canada sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản. Cái đạo luật đã thành luật rồi đó, thì giờ tôi sẽ gọi là cái đạo luật S-219 này là một cái đạo luật mà chính phủ Canada và nhân dân Canada công nhận ngày 30 tháng 4 của chúng ta là cái ngày mà chúng ta đã bỏ nó ra đi tìm tự do. Cũng là cái ngày mà Cộng sản Việt Nam đã chiếm và sự sụp đổ của ngày của chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Đó là cái ngày mà chúng ta phải ghi nhớ. Cái thứ hai đó là để nhớ đến những 250.000 đồng bào của mình đã bỏ mình trên biển cả đi tìm tự do. Cái thứ ba đó là để công nhận cái sự ra đi của hơn 2 triệu người Việt Nam của chúng ta trong lúc thời gian đó. Và cũng cái thứ tư là để cảm ơn chính phủ Canada đã chấp nhận, mở rộng bàn tay chấp nhận người tị nạn của chúng ta. Đó là lý do đó. Cái điều hay nhất là cộng đồng của chúng ta vẫn luôn luôn vững tin, dầu có cái sự chống phá, đánh phá và những sự nghĩa là chửi bới ôm sồm, nhưng mà cộng đồng người Việt tại Canada, nhất là Toronto, đã vững tâm và vững tin cái đồng niềm tin của mình. Thành ra do đó là một cái niềm vui không những cho cộng đồng người Việt của tại Canada mà thôi, mà có thể là hy vọng là cho cả toàn thế giới nữa. Nhân dịp hội ngộ cùng đồng bào Việt Nam hôm nay, ông Jason Kenney tuyên bố: "Tôi khuyến khích tất cả người dân Canada hãy hồi tưởng về hành trình can đảm và đau lòng của những thuyền nhân Việt Nam, vốn là một phần quan trọng của lịch sử đất nước chúng ta." Theo như trình hội đã biết, cái dự luật S-214 Journey to Freedom vừa được pass qua cũng đồng lúc với cái sự thành công nhờ công sức của Voice đã mang được 11 người từ tị nạn từ Thái Lan đến với xứ sở tự do. Giữa hai sự kiện trùng hợp này, trịnh hội có cảm nghĩ như thế nào? Thưa anh và thưa khán thính giả của đài, thật sự đây là một cái điều rất là kỳ diệu xảy ra, bởi vì ngày cách đây hai hôm là hôm kia thì cái dự luật đã được thông qua ngày 23 tây, thì hôm qua thì đã được 11 người đến. Cái dự luật nó gọi là Journey to Freedom, hành trình đến tự do, và nói thật với anh là em rất là cảm thấy hãnh diện và cảm thấy rất là hạnh phúc, là bởi vì em đại diện cho Voice đã đem qua được hôm qua 11 người bước đến đạt được tự do trên một cái hành trình mà kéo dài đúng 25 năm và nhân dịp 40 năm kể từ ngày mà Sài Gòn sụp đổ, và cũng là cái ngày mà nhiều người Việt phải bỏ nước ra đi. Đối với em đó là một điều rất là kỳ diệu. Đây là nhóm thuyền nhân Việt Nam cuối cùng, và cũng nhờ như vậy, có lẽ là cũng nhờ như vậy mà chúng ta đã đạt được cái sự thành công ngày hôm nay. Công sức bỏ ra, tiếng chày tiếng bắc, cái gì đã giúp cho trình hội vượt qua và vẫn bước tới và vẫn tiến hành cái công việc cô làm? Đây là những cái gì mà đã giúp em, những đứa bé ở bên tị nạn mới qua, con come, khó khăn. Đây là những cái điều mà tại sao đã giúp cho em qua được những khó khăn. Cuộc sống của những người Việt Nam của chúng ta đang đứng trước mặt em đây, đã bị mất cái tương lai trên 25 năm. Những đứa bé này không có tương lai ở Thái Lan. Em rất may mắn làm được những điều mà em muốn làm và thực hiện được. Cũng nhờ vậy mà em cảm ơn, đặc biệt là cảm ơn cộng đồng người Việt tự do ở Canada và cũng nhiều nơi trên thế giới đã giúp cho cái chương trình này của Voice được thành công. Lời đầu tiên trình hội cảm ơn những anh chị em thiện nguyện viên, những người đã ủng hộ việc làm của Voice trong nhiều năm vừa qua, bởi vì chương trình này nó đã bắt đầu vào 10 năm về trước. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai muốn cảm ơn là đến cộng đồng người Việt đã giúp cho công việc của Voice, đặc biệt là Voice Canada và những anh em thiện nguyện viên của Voice Canada. Có anh Kỳ Anh ở Toronto, có Lily ở Edmonton, có Anne ở Calgary, có thầy Thích Nguyên Thảo, có chị Davis Nhung ở Vancouver, có Tuấn ở Ottawa. Nói tóm lại là rất nhiều người. Và điều thứ ba, trình hội vẫn nghĩ rằng là hôm nay nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày chúng ta phải bỏ nước ra đi, chúng ta rất mong rằng chúng ta sẽ nhớ về những người còn ở lại, và còn rất nhiều điều chúng ta cần phải làm cho không những là bà con của chúng ta ở Việt Nam, mà còn cho dân tộc của chúng ta ở Việt Nam. Họ rất cần chúng ta để tranh đấu cho một đất nước Việt Nam
hoàn toàn được tự do như là những tự do mà chúng ta đang có. Và ngày lễ 30 tháng 4 lúc nào cũng là một cái ngày rất là quan trọng trong cuộc đời của tôi nói riêng và của cả cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung. Đây là một ngày lễ mà chúng ta tưởng nhớ các chiến sĩ đã trận vong để chúng ta có được những ngày như hôm nay, và cũng là một cái ngày để tưởng nhớ những đồng bào đã bỏ mình ở biển khơi từ các năm 75, 76, 77, 79 cho đến ngày nay tị nạn qua các trại đảo, và cũng là một ngày đánh dấu một cái trang sử mới cho những người gốc Việt Nam nhưng mà đã trở thành công dân người Canada. Cái tâm trạng của anh đối với tháng 4 như thế nào? Tháng 4 đối với tôi lúc nào cũng là một tháng 4 đen. Tuy vậy, đây là một cái trang sử mới của người dân Canada. Chúng ta bước qua một trang sử mới và có một tương lai mới. Chúng ta đã tìm được tự do thì chúng ta cống hiến và làm việc như những người Canada ở đây. Cái cảm nghĩ của anh về sự hiện diện của đồng hương? Lúc nào và năm nào cũng đã hơn 25-30 năm nay, lúc nào tôi cũng ra sân cờ để gặp đồng bào và sinh hoạt với cộng đồng. Đối với tôi đây là một ngày rất là đặc biệt. Nó đánh dấu cho chúng tôi và chúng tôi và đồng bào rất nhiều kỷ niệm, đau buồn cũng có mà vui cũng có. Theo như tôi biết, cái đạo luật S-219 mà đã được Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đề nghị thì đã được chấp nhận bởi Nữ hoàng Canada và đã thông qua Quốc hội Canada và nay đã thành luật pháp. Đây là một cái ngày đặc biệt đánh dấu cộng đồng người Việt Nam đi tìm tự do. Đây là một đại lập đạo luật do người Canada, của người Canada và được đặt ra bởi người Canada, tức là chúng ta. Tuy nhiên, đây là một đạo luật của chúng ta ghi lại cái dòng sử của người Việt hải ngoại. 40 năm ly hương, 4 thập niên ngậm ngùi để ta cùng chia nhau nỗi thấm thía của những người con dân nước Việt. Này có mặt khắp năm châu, bốn bể và cùng hẹn một ngày non sông tươi đẹp ấm no. Lãnh thổ biên cương được vun bồi và không bị cắt dần, mất dần cho phương Bắc. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên thành phố Toronto trong buổi lễ thường kỳ được vinh dự đón tiếp, được vui mừng đón tiếp Đặng Chí Hùng. Xin Đặng Chí Hùng cho biết cái cảm nghĩ của Đặng Chí Hùng về cái sự hiện diện của đồng hương ngày hôm nay. Thưa toàn thể khán giả, thưa toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một cái buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4 ngày Quốc hận tại Canada. Thực sự thì đây là một cái buổi lễ rất long trọng và tôi hy vọng rằng nó để cho mọi người luôn luôn tưởng nhớ về quê hương Việt Nam, tưởng nhớ về những gì đau thương nhất mà dân tộc Việt Nam nó trải qua hơn 40 năm nay dưới Cộng sản. Và đó cũng là động lực để cho tất cả người dân Việt Nam cùng đoàn kết lại, đứng lên để lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam. Những năm còn ở trong nước, khi tháng 4 về, cảm nghĩ của Hùng như thế nào? Thưa quý khán giả, thì những năm trong nước, nhưng mỗi khi tháng 4 về, tôi nhìn thấy cảnh ăn mừng của Cộng sản, ăn mừng cướp được nước của Cộng sản, thì tôi càng đau lòng hơn cho những người đồng bào của tôi đã chết ở trong tù hay chết ở trên biển. Và đau thương hơn là đất nước, cả đất nước của tôi sắp rơi vào tay tàu. Chính vì thế, cứ mỗi tháng 4 về, tôi thường có viết những cái loạt bài để tưởng niệm lại những người đã anh dũng hy sinh cho cuộc sống tự do của chúng ta ngày hôm nay, và tưởng nhớ đến Việt Nam Cộng Hòa, tưởng nhớ đất nước Việt Nam, những người nạn nhân Cộng sản. Dạ, thưa quý thính giả, thì tôi có viết một loạt bài gọi nghĩa là Điệu buồn tháng 4, gồm 4 bài đăng trên tờ báo Thời Mới và trên website Cờ Vàng Việt Nam. 4 bài đó là những bài lý giải tội ác Cộng sản Việt Nam và nói về ngày Quốc hận. Xin chị cho biết cái cảm tưởng của chị về sự hiện diện của tất cả đồng bào ngày hôm nay cho cái buổi lễ. Vâng, thưa anh, thì riêng cá nhân của Thanh Hương thì ngày 30 tháng 4 là một ngày buồn cho tất cả dân tộc Việt Nam, vì ngày này là một cái ngày mà đã thay đổi số mệnh của hàng triệu người Việt Nam. Và như chúng ta biết là bên Việt Nam Cộng Hòa thì ngày này là ngày quốc hận, nhưng mà đối với bên những cái kẻ mà xâm chiếm Việt Nam thì họ cho là ngày giải phóng. Nhưng mà thật ra cái danh từ giải phóng thì chúng ta nên suy nghĩ lại, nhất là những bạn trẻ sinh sau năm 75 và những bạn đã được lớn lên tại Việt Nam, nên chúng ta cái sự có mặt chúng ta đây để nói lên sự thật, vì chúng ta là những nhân chứng lịch sử. Chúng ta cần cho tất cả những bạn trẻ lớn lên sau 75 và cả thế giới biết được ngày 30 tháng 4 có ý nghĩa gì. Cuộc biểu tình tuần hành trên đường phố đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam đã diễn ra ôn hòa vào lúc 2 giờ chiều, và đoàn tuần hành đã tập trung tại đài tưởng niệm Old City Hall để đặt vòng hoa ghi ơn các dân quân cán chính đã hy sinh để bảo vệ tự do dân chủ cho Tổ quốc Việt Nam.
đặc biệt năm nay để tưởng niệm 40 năm quốc hận. Lễ truy điệu và đặt vòng hoa đã do giới trẻ thực hiện và cũng để cho giới trẻ thấy được trách nhiệm của mình đối với quê hương và dân tộc. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tố. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống. Hãy subscribe.